cũng khoảng được 12-13 năm. Khoảng 20 năm. Thời gian em hợp tác với Cách Tròn khoảng 10 năm. Chuyển cái mô hình xe chuyên nghiệp này nó cũng được khoảng chừng 6 năm. Nay cũng được 13 đến 4 năm. Cái thời gian mà em chuyển qua cái mô hình Bayboy khoảng 5 năm. Tốt, tại vì cái Bayboy nó mình tại vì mình làm về những đâu làm như nó giống như từ từ giống như mấy hát này nọ đồ thì nó cải tiến cho nó tốt. Còn dạng như mấy anh em làm ở ngoài này không thì đôi lúc nhiều lúc đó, mình nó không có như nó vẽ nó chuyên nghiệp quá. Từ lúc ra cái chân tay bôi thì nó làm từ từ ra ví dụ cái mô hình nó giống như là hát thì tiệm tùng này nọ thấy nó sạch sẽ, nó khang trang này nè. Không đúng rồi, đó là cải thiện khách hàng nhiều lắm, nó rất là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Khách hàng ta vừa hài lòng với lại cái mà Bayboy nó làm ra, mình Bayboy đưa ra mình như thế nào mình đáp ứng được cái chủ của mà Bayboy nên nó là khách hàng ta cũng hài lòng. Khi mà em hợp tác cho John mà chuyển qua cái mô hình Bayboy chuyên nghiệp á thì cái lượng khách mình nó có tăng hơn. Nói chung đa phần thì em thấy cái mức độ người ta tin tưởng rất là cao, người ta thường dùng Cách Tròn nhiều hơn, người ta thích Cách Tròn. Thì cũng làm nâng cao một số tay nghề lên cho anh em thợ với chủ, với dạy nghề với dạy một số những cái mình kinh doanh, mình sắp xếp những cái mình kinh doanh này nọ làm ăn của mình. Thường thì mình hay chọn những nơi mà có chữ két tôn như thế này để thay đó các bạn. Tại vì thấy như thế này mình rất là an tâm khi bị thay nhớt ở đây. Thì mình sử dụng nhớt két tôn nên mình thường hay thay nhớt ở két tôn này.